chuyện gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy hả? Có ai đem thức ăn tới hay sao chứ? Để xem thử coi, nếu có gì thì mình cũng muốn ăn. Đây là... Wow, bạn ấy thật tuyệt vời đó. Bạn ấy tham gia đội tuyển Olympic được luôn á. Mình đã nói các bạn rồi, trước đây á mình từng tham gia nhiều đội, đội điền kinh nè, đội bóng rổ, đội thể dục, đội bơi lội của trường của chúng ta. Mình không tin là bạn đã thử qua tất cả các môn. Bạn tính sẽ làm gì đây, Choi Sang-du? Có vẻ quán quân của ngày hội thể thao lần này sẽ là một người khác rồi. Bạn lúc nào cũng muốn trở thành quán quân mà. Tên mập này. Nghe này các bạn ơi, ngày hội thể thao là dành cho sự đoàn kết và hợp sức của tất cả mọi người với nhau để rèn luyện và nâng cao tinh thần thể thao. Và mọi người tham gia đều là quán quân. Sang-du à. Nè, có thiệt không? Vậy tại sao năm ngoái bạn cố gắng giành quán quân để làm cái gì? Dở thiệt. Kéo mạnh lên. Mình đã nói là kéo mạnh lên. Tuyệt vời. Bây giờ mình đã trở thành quán quân rồi. Bộ thiệt như vậy hả? Không nhớ bạn đã bỏ mặt cả lớp chỉ vì bạn muốn giành lấy danh hiệu quán quân hay sao chứ? Ôi trời ơi, bạn có trí nhớ tốt ghê. Vậy tại sao bạn lại không chịu sử dụng nó cho việc học đi chứ? Đô đô nè. Minh Chi à, chúng ta đi thôi. Bạn thật quá đáng. Tránh đồ. Đinh Đinh, bạn có sao không? Mình xin lỗi nha. Cha đưa bà đợi mình chơi. Ý của bạn thiệt vậy hả? Hả? Gì chứ? Là điều bạn đã nói đó. Bạn nói là không nhắm đến vị trí quán quân. Và đó chỉ là vì bạn yêu thích chơi thể thao mà thôi à. Dĩ nhiên là vậy rồi. Sang-du à, cuối cùng bạn cũng đã trưởng thành. Mình tự hào về bạn lắm. Cảm ơn bạn nha Minh Chi. Tạm biệt bạn Minh Chi, mai gặp lại nha. Được rồi, tạm biệt nha. Mình thật sự xin lỗi, Minh Chi à. À, mình đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi. À, mình quên mất tiêu. Quên nữa, Sang-du, mai mấy giờ đi học? À? Sang-du à. Giỏi chỗ nào? Hôm nay chị ấy nhanh hơn hôm qua. Chị ấy sẽ trở thành nữ vàng ngôi sao cho con. Ha, vậy thì tốt rồi. Nếu như Sang-du trở thành quán quân lần này, mẹ sẽ không phải lo dụng cụ học tập cả năm. Vậy mấy cuốn tập và sách tô màu là của con đúng không mẹ? Bút chì màu là của con. Nhảy cao hơn. Nhảy xa hơn. Trò đi cà kêu thật thú. Được nhảy. Rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Với thứ này bạn có thể nhảy. Ôi nồn quá à, để bà gấp trước cho. Không phải là của anh. Tại sao không chứ? Sang-du à, ăn đi, mẹ nấu riêng cho con đó. Đây nè, con sắp có một cuộc tranh tài, vì vậy phải ăn nhiều lên. Tại sao mẹ lại làm giống như là con sắp đi thi Olympic vậy đó? Nhưng mà con sẽ không từ chối đâu. Em làm như vậy là không công bằng. Vậy chúng ta ăn cái gì? Của anh đây, của con nè, và của con nữa. Mọi người đừng thất vọng quá mà. Dù gì trứng đó cũng là của con gà này mà ra thôi. Ngon quá trời luôn. Mọi người ăn ngon miệng nha. Không phải như vậy. Em phải tỏ ra liều lĩnh hơn nữa chứ.
Nỗi buồn của người Hàn Quốc phải được thể hiện thật rõ nét. Vì vậy em phải ngã xuống giống như thật. Cha Cha Đu, hãy làm lại một lần nữa cho cô xem. Em phải khóc thật buồn hơn nữa. Chắc tại tối qua mình ăn nhiều quá. Em phải quay thêm một vòng và sau đó ngã xuống trong tuyệt vọng. Cha Cha Đu, cô nói là em ngã xuống. Con đứng đó làm gì? Tới lượt Cha Đu thi rồi kìa. Ở mau chứ? Qua nhanh lên. Em tới liền đây. Chuẩn bị. Cố lên nha. Dễ như ăn bánh thôi. Bạn đi hết bụi đi nha. Cứ chờ thử coi. Chơi Cha Đu về nhất. Hay quá à, con ơi. Cha Đu ba. Con bé nó dở quá đi, không biết là con của ai nữa. Là con của anh chứ ai. Tiết mục thiệt là hay quá, chúng ta đã làm rất tốt. Múa mặt nạ không phải là dành cho mình. Cái gì chứ? Cha Đu có thể sẽ thua đó. Không đâu, giải quán quân sẽ thuộc về Cha Đu. Giờ chỉ còn lại môn chạy tiếp sức. Nhưng Anh Huy và Cha Đu sẽ cùng chung một đội. Do đó hai đứa sẽ nhận cùng một số điểm như nhau. Như vậy Anh Huy sẽ không đánh bại được Cha Đu nữa. Ôi nè, mình à, bình tĩnh lại đi. Cuộc chơi kết thúc. Cha Đu, bạn thật may mắn khi chúng ta cùng một lớp. Tuy lần này chưa thắng bạn, nhưng lần sau mình nhất định sẽ trở thành quán quân cho bạn coi. Không có sao hết á. Nhưng mà nói thiệt lòng thì mình không hề có hứng thú trở thành quán quân của năm nay. Gì chứ? Chuẩn bị. Cái gì chứ? Cha Đu không có hứng thú để trở thành quán quân sao? Có nghĩa là bạn ấy đang muốn đùa giỡn với mình sao? Đây đây, cố lên. Ủa, cái gì? Vẫn còn một trường hợp nữa, nếu xảy ra sẽ khiến Cha Đu không thể là quán quân lần này. Hả, trường hợp gì? Căn cứ theo bảng xếp hạng, nếu đội của Cha Đu về cuối cùng và lớp 1 về đầu tiên thì Cha Đu sẽ xuống vị trí thứ hai. Ôi trời ơi, Cha Đu là người chạy cuối, làm sao mà nó về chót được? Nếu như Cha Đu không cố tình ngã thì khoan đã, phần thưởng giải như là gì vậy? Ôi trời ơi, là một cây cạn keo. Ước mơ trở thành sự thật rồi. Của trẻ em
mua máy tính, tủ lạnh hư, đồ điện hỏng không xài nữa đây. Ủa chị ơi, sao kỳ vậy? Cái tivi đó giống hệt như tivi của nhà mình luôn kìa. Không phải đâu, chắc tivi của nhà ai đó nhìn giống thôi à. Vậy là họ đã có tivi mới rồi đó, ghen tị ghê. Mẹ ơi, tivi của nhà mình đâu rồi hả mẹ? Mẹ đã bán rồi. Bán rồi. Nhưng tại sao mẹ lại bán tivi vậy? Hai đứa mau về phòng làm bài tập của mình đi, nhanh lên. Chị ơi, chị có thấy chuyện này kỳ lạ không? Bình thường không phải mẹ cũng xem tivi rất nhiều hay sao chứ? Nếu không được xem phim hoạt hình nữa thì chắc chị sẽ nổi loạn cho con. Khoan đã, có khi nào mẹ bán tivi cũ để mua tivi mới không? Sắp tới là sinh nhật của em rồi, để em hỏi bà thử coi, biết đâu chúng ta có tivi mới xem. À, em nói thiệt hả? Bà xã à, ba về rồi kìa. Đừng làm kẻ nổi loạn. Giờ là lúc nào rồi mà anh còn tâm trạng để say xỉn hả? Anh gặp dân trên chưa? Đã nói chuyện với người ta chưa? Anh đã tới nhà tìm nhưng không có ai ở đó hết. Tại sao cậu ấy lại có thể đối xử với anh như vậy? Em đã nói với anh là phải cẩn thận khi cho người ta mượn tiền rồi mà. Cho dù là bạn bè cũng vậy. Có nghĩa là Jadu à, bạn làm xong bài tập toán chưa vậy? À, phải rồi ha, đó là bài tập về nhà mà. Nếu lát nữa cô kiểm tra chắc chắn mình sẽ gặp quả lớn cho mà coi. Minji à, cho mình mượn bài tập của bạn đi, mình sẽ chép nhanh thiệt là nhanh luôn. Jadu à, thực ra hôm qua mình đã định làm bài tập rồi, nhưng mà vì nhà của mình có chuyện cho nên là... Nhà bạn có chuyện gì vậy hả? Chuyện này khó nói lắm, mình không biết phải nói sao với bạn nữa đây. Liệu mình có tin được bạn hay không đây Jadu? Hả? Ý của bạn là sao chứ? Bạn nghĩ là mình đang nói dối để được chép bài tập của bạn hả? Các em, tiết đầu tiên là tiết toán đúng không? Các em đã làm bài tập tuần trước cô giao hay chưa nè? Thôi tiêu rồi. Nè cả lớp, các em đã nhớ công thức tính diện tích hình tam giác rồi có đúng không? Trời trời đu, mau giơ thẳng hai tay lên chịu phạt cho cô. Trời đu à, tay của bạn có bị mỏi lắm hay không? Lát nữa về ghé qua nhà mình cùng làm bài tập đi nha. Có phải hồi sáng bạn đã thực sự nghĩ rằng mình nói dối để khiến bạn đưa bài tập cho mình chép có đúng không? Chuyện đó, mình chỉ nghĩ nếu đưa bài tập cho bạn chép thì không tốt cho bạn lắm. Thì ra bạn thật sự nghĩ là mình quên làm bài tập gì ham chơi sao? Rõ ràng mình đã nói là nhà của mình có chuyện rồi. Jadu à, không được. Bạn đã thua. Đã. Chỉ một chút nữa thôi là mình thắng rồi. Còn có vòng cuối cùng thôi mà. Bạn chơi tiếp đi. Mình cũng muốn được nhìn thấy bạn qua vòng cuối cùng. Nhưng mà bạn là ai? Nhanh lên, bắt đầu rồi. Bạn cứ để đó cho mình. Bạn đã chiến thắng. Bạn chơi giỏi thiệt nha. Tụi mình làm bạn với nhau ha. Tên của mình là Trai Hui. Nè Jadu, bạn có thích vẽ tranh hay không vậy hả? Đó là môn mình thích nhất luôn á. Thiệt vậy hả? Lát nữa bạn có muốn đi vẽ tranh với mình không? Hả? Ở đâu lận vậy? Mình cứ tưởng là chúng ta sẽ đi vẽ tranh chứ. Sao bạn lại tới nơi này? Hả? Là tranh mình vẽ đó. Khi tâm trạng không tốt, mình hay tới đây vẽ tranh lắm. Nhưng mà tụi mình có nên vẽ ở đây không? Bạn yên tâm, mấy cái này có thể dùng nước xóa đi hết mà. Nhìn hay thiệt á. Vậy còn chờ gì nữa, bạn cũng thử vẽ đi. Công nhận nhìn vui thiệt ha. Vui đúng không? Jadu à, rốt cuộc con đã làm cái gì ở trường vậy hả?
Cô mới vừa gọi điện mắng vốn mẹ kìa. Cô nó còn không chịu làm bài tập về nhà, lại còn ngủ gật ở trên lớp nữa. Đó là vì con có chút việc cần phải làm với bạn của con. Con nói cái gì? Mẹ không có dư tiền trả tiền học để con bỏ đi chơi với bạn bè đâu, con biết chưa? Vậy chắc con bỏ học là được chứ gì. Dù sao nhà mình cũng hết tiền rồi. Con vừa mới nói cái gì? Chú Dân Chất đã học ở một trường đại học rất tốt, nhưng rốt cuộc chú ấy vẫn phản bội ba. Con làm sao con biết được chuyện đó? Mẹ nói học hành chăm chỉ sẽ biến con thành một người tốt, nhưng đó chỉ là nói dối thôi. Cái con bé này, hôm nay mẹ sẽ không tha cho con đâu. Tao cởi vớ ra nhanh lên. Bà xã à, em hãy bình tĩnh lại. Trời ơi, chắc bạn đau lắm đúng không? Hơn là còn có ba của mình nên không tới nổi nè. Cha Đu à, mình mới nghĩ ra ý này. Mình hãy tới tiệm tóc làm đẹp đi. Ở đó mình sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Là Minh Chi hả con? Bác gọi để hỏi thăm vì chưa thấy cha Đu về nhà đó mà. Không có gì đâu, con bé vừa về tới nhà rồi. Con đã làm gì với mái tóc của mình vậy? À, được rồi, mấy đứa mau về phòng đi. Anh bỏ em ra coi. Bây giờ con bé đang rất nhạy cảm đó em. Nếu em nổi giận với nó, anh nghĩ sẽ không tốt đâu. Công nhận nhìn mình lạ thiệt ha. Nhưng lại giống một nghệ sĩ. Nhìn đẹp ơi là đẹp luôn. Cha Đu à, bộ bạn bị bệnh gì hả? Nhà bạn xảy ra chuyện gì sao? Tóc ướp tóc của bạn rất là đẹp. Nhưng mà nói thiệt là mình thích kiểu tóc cũ hơn. Sao vậy? Mình thấy kiểu tóc này rất là mới lạ mà. Bạn thấy thích là được rồi. Mà Cha Đu nè, mình có chuyện muốn nói á, liên quan tới cô bạn mà bạn đang chơi chung á. Chơi hôi hả? Mình không nghĩ bạn nên đi chơi nhiều với bạn ấy đâu. Tại sao chứ? Bạn lấy tư cách gì mà cấm mình chơi với người khác? Lúc mình thật sự cần bạn giúp đỡ thì bạn lại nghi ngờ mình. Và người đã giúp đỡ mình khi mình gặp khó khăn không phải là bạn mà chính là Thê Hui đó. Cha Đu à, không phải là mình không tin bạn, mình chỉ lo lắng thôi. Cái gì đây hả? Cha Đu à, mình làm vậy là vì lo lắng cho bạn thôi mà, đừng hiểu lầm mình nha. Bây giờ tụi mình đang học toán ở nhà của Sơn Hôn đó. Tụi mình sẽ đợi bạn tới cùng học luôn ha. Nhất định phải tới đó. Trời ơi thiệt là, sao bạn phiền dữ vậy? Nếu không có chuyện gì làm thì về nhà học bài đi, đừng đi theo mình nữa. Nhưng chúng ta là bạn mà, mình không thể khoanh tay đứng nhìn bạn mãi lún sâu vào con đường này được. Mình đã từng nghĩ chúng ta là bạn của nhau đó, nhưng mà bạn thì lúc nào cũng chỉ trích tất cả những việc mình làm. Mình không chỉ trích mà chỉ lo lắng cho bạn thôi. Mẹ của bạn cũng lo lắng cho bạn lắm đó. Sao tự nhiên nhắc mẹ mình ở đây làm gì? Đi chợ khuất mắt mình đi. Mình muốn ở đây chơi game. Thê Hui à, bạn lấy tiền ở đâu ra vậy? Mình nhớ là bạn đã xài hết tiền từ lâu rồi mà. Thì sao? Bạn nghĩ mình đang ăn cắp đúng không? Tiền này là do ba của bạn mới đã cho mình đó. Chú ấy là người lạ nhưng còn tốt hơn bạn rất nhiều lần. Không la hét với mình còn cho mình tiền mua bình xịt màu nữa. Thê Hui à, bạn đang nói gì vậy? Trời, làm hết không? Bạn tới hồi nào vậy? Mình hỏi là bạn vừa mới nói cái gì vậy? Cái đó thực ra là... Bác là ba của Cha Đu sao? Nhưng Cha Đu đã về từ nãy giờ rồi bác ơi. Bác biết là con bé đã về rồi. Hôm nay con bé về trễ hơn mọi ngày nên bác đã đi tìm và thấy hai đứa. Nhưng mà bác tìm con có chuyện gì không bác? Bác muốn hỏi con một chút chuyện. Có vẻ như con là một cô bé tốt, cho nên để Cha Đu chơi với con bác cũng thấy rất là yên tâm. Dạo gần đây nhà bác có chút rắc rối nên Cha Đu buồn lắm. Ở nhà nó không nói chuyện với ai, nhưng khi đi với con thì lại cười nó rất vui vẻ. Con hãy cầm số tiền này rồi cùng đi ăn với Cha Đu. Với lại còn mua bình xịt màu nữa nha. Mà con đừng nói gì cho Cha Đu biết hết. Ba của mình, bây giờ ba làm gì còn tiền chứ. Chuyện gì ba cũng biết vậy mà. Cha Đu à. Alo. Dạ, là tôi đây. Là anh Dân Trên hả? Anh đợi một lát, tôi chuyển máy liền nè. Mình ơi, là anh Dân Trên gọi cho anh đây nè.
sinh nhật con có thể mua tivi mới không? Con bé này thiệt là coi tivi thì có gì đâu tốt, để dành thời gian đọc sách đi con. Ba đang nghĩ là mình có nên mua một cái thật mắc tiền hay không? Được đó ba, thích quá đi. Mẹ ơi, nếu như nhà mình đã có tiền rồi, vậy mẹ hãy cho con tiền tới salon để nhuộm lại mọc tóc cũ được không mẹ? Con đừng có ở đó nằm mơ nữa. Tiền ở đâu ra? Để mẹ đi siêu thị mua thuốc về nhuộm tóc cho con đi nè. Chà, chắc giờ mở ra được rồi ha. Sao vậy? Hả? Hả? Tóc của mình làm sao vậy nè? Trả lại tóc cũ cho con đi. Sao vậy? Mẹ thấy tóc này đẹp quá mà. Bạn đã làm bài tập gì nhà chưa? Bài tập nào vậy? À thì bài tập viết về chủ đề chúng ta muốn trở thành gì khi trưởng thành đó. Mình hoàn toàn quên mất bài tập đó rồi. Mình nói nghe nè Minchi à, bạn có thể cho mình xem bài tập của bạn một chút được không? Cha Đu à, mình xin lỗi bạn nha, lần này không được. Bạn phải tự viết về ước mơ của riêng bạn chứ. Chúng ta đâu thể nào có cùng ước mơ được. Mình cá là cũng có nhiều bạn không làm, bất quá thì cả đám cùng bị phạt chung cho vui. Cha Đu, em là người duy nhất không làm bài tập về nhà đó. Tại sao lại như vậy? Cô ơi cô không đếm nhầm đó chứ? Em đã không làm bài tập là còn nói nhăng nói của cái gì nữa hả? Mau ra cuối lớp đứng giơ tay lên cho cô. Dạ. Còn các em, cô chấm bài thấy bạn Đan Ghi viết rất tốt. Đan Ghi à, dạ. Em đọc cho cả lớp nghe đi. Dạ được, em sẽ đọc thưa cô. Chắc là cũng không có gì đặc biệt đâu. Ước mơ của Cha Đu. Từ nhỏ, ước mơ của em là trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng. Truyện tranh là thứ mà tất cả trẻ em đều thích, nhưng mà dường như các bậc phụ huynh lại không thích điều đó. Họ luôn nói nội dung đó nhảm nhí, không có giá trị học tập. Và em vẫn luôn cảm thấy luyến tiếc vì điều đó. Em muốn trở thành họa sĩ truyện tranh và tạo ra những phim hoạt hình vừa thú vị vừa mang tính giáo dục dành cho trẻ em, để phụ huynh có thể an tâm cho các em xem. Trong tương lai, em muốn đưa truyện tranh và phim hoạt hình của nước mình ra toàn thế giới để quảng bá văn hóa đến với mọi người. Còn em, Cha Đu, cô cho em thêm một ngày nữa để làm bài tập. Sáng mai mang bài viết đến đây cho cô kiểm tra. Bài của em sẽ được đọc cho cả lớp nghe đó, rõ chưa? Dạ rõ. Viết về ước mơ của mình. Mình thật sự rất bất ngờ về ước mơ của Đan Ghi đó. Bạn ấy khá im lặng và cũng hiếm khi đi chơi với tụi mình nữa. Với mình thì lại khác. Rất nhiều lần mình nhìn thấy Đan Ghi ngồi trong lớp và vẽ đủ thứ trên đời. Bạn ấy nói những khi được vẽ là lúc bạn ấy cảm thấy hạnh phúc nhất. Thì ra là vậy hả? Ngày mai mình phải nộp bài viết cho cô rồi, nhưng mà không biết viết cái gì hết trơn. Tương lai bạn muốn làm cái gì thì cứ viết điều đó ra là được rồi. Cái gì? Tương lai của mình hả? Có điều gì đặc biệt làm cho bạn hạnh phúc không? Làm cho mình hạnh phúc sao? Phải rồi ha, mình muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại cầu thủ Cha Đu đang dẫn bóng. Phạm lỗi rồi. Các trọng tài đang xem lại bản ghi hình để có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đội tuyển Hàn Quốc được một quả đá phạt. Và người thực hiện quả đá phạt là Choi Cha Đu. Hy vọng cô ấy sẽ không gặp khó khăn gì. Tất cả chú ý, qua bên phải, mau qua bên phải. Đây chính là cơ hội cuối cùng, mọi việc đều phụ thuộc vào nó. Yeah. Yeah.
giao rồi. Đội tuyển Hàn Quốc đã trở thành nhà vô địch của năm nay. Và Jeju, cô ấy chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Hàn Quốc. Jeju nè, ước mơ của bạn rất là hay. Nhưng muốn là một cầu thủ bóng đá thì không dễ đâu. Bạn sẽ phải luyện tập rất cực khổ đó. Còn không được ăn theo những gì mình muốn nữa. Gì chú? Nhanh lên, còn chậm quá. Mau dậy đi. Lập tức thay quần áo ra sân luyện tập. Còn sớm mà. Không được. Mình nghĩ lại rồi, chắc là mình không làm cầu thủ bóng đá nữa. Chị đang làm gì á? Chị đang làm bài tập về nhà, cho nên em đừng có làm phiền chị. Gì chứ, hôm nay chị làm bài tập luôn. Chuyện lạ có thiệt luôn. Ê, em mới nói cái gì hả? Chị lại đánh chị Mi Mi nữa hả? Chị đâu có làm cái gì đâu. Sao? Nhìn tốt hơn rồi đó. Chị Chadu à, nhìn chị giống bác sĩ quá à. Hả? Bác sĩ sao? Phải rồi ha. Không biết chừng sau này mình có thể trở thành một bác sĩ. Bác sĩ ơi, tín hiệu mất rồi, không thể làm gì được nữa. Tăng lên 800 cho tôi. Dạ, dạ tôi làm liền. Tim bên đấy đã ngừng đập rồi. Không thể như vậy được. Cố gắng lên, cố gắng lên, đừng bỏ cuộc mà. Bác sĩ ơi, tim bên đấy đã đập lại rồi. Con cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cho cha đúng đúng là thiên thần. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Ba của con không sao rồi. Yên tâm đi, em sẽ không sao đâu mà. Chị khoan đi, cái gì mà không sao chứ? Một người lúc nào cũng gây nguy hiểm cho người khác như chị mà có thể trở thành bác sĩ được hay sao? Mi Mi à. Tăng lên 800 đi. Bác sĩ ơi, lại chuyện gì nữa? Hình như là chúng ta nhầm bệnh nhân rồi. Không được, không thể như vậy được. Nếu chị trở thành bác sĩ, em sẽ không bao giờ đến bệnh viện đâu. Cha Đu à, qua đây nếm thử cái này đi. Dạ. Có hơi nhạt một chút. Vậy hả con? Thôi được, để mẹ cho thêm một chút muối. Nhưng mà sao mẹ không nếm thử? Đó là vì con có khẩu vị tốt hơn mẹ nhiều mà. Trong nấu ăn, khẩu vị là quan trọng nhất. Đúng rồi ha, mình sẽ là đầu bếp. Thức ăn đã xong rồi đây. Xin mời ngài dùng thử. Tôi tin cô ấy là đầu bếp giỏi nhất thế giới mà ngài từng gặp. Oh, wonderful, wonderful. Very delicious. Good taste. Cảm ơn cô đã hỗ trợ. Nhờ có cô mà việc đàm phán giữa hai bên đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Dạ không có gì thưa tổng thống. Tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình mà thôi. Trời cha đu, con mau tỉnh táo lại rồi phụ mẹ dọn cơm ra bàn nhanh lên. Mẹ ơi, cho con hỏi, mẹ nghĩ là con có thể trở thành đầu bếp được không? Thôi thôi, cô làm ơn cho tôi xin đi. Cô mà trở thành đầu bếp thì chắc chắn đồ ăn sẽ hết trước khi đem ra cho khách hàng. Cái gì khó quá bỏ qua đi. Hả? Sao vậy? Không có
còn gì để ăn nữa hả? Không. Mẹ nói cũng đúng ha. Mình không nghĩ là mình có thể trở thành một đầu bếp giỏi được. Bài tập này biết phải làm sao mới hoàn thành được đây. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hả? Mẹ ơi! Hả? Mẹ ơi! Cầu thủ nổi tiếng Chanu đã về nhà rồi đây. Trận đấu ngày hôm nay tụi con chiến thắng rất đẹp. Không, không, không thể nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Bác sĩ của mẹ về rồi đây. Mẹ à, nếu như mẹ có đau ở đâu thì nhớ nói cho con biết liền nha. Bác sĩ Chanu của mẹ sẽ đảm bảo chữa cho mẹ hết bệnh luôn. Nha. Nói mau rút cục cô lại. Hả? Tôi mới là người phải hỏi câu đó chứ. Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Đầu bếp Chanu đã có mặt rồi đây. Hôm nay nhất định con sẽ nấu cho mẹ thật nhiều món ăn ngon luôn. Ủa? Hả? Rốt cuộc cô là ai vậy hả? Cái người là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi hả? Ôi trời ơi, nhức đầu quá à. Có chuyện gì mà ở trong này ồn ào quá vậy? Mẹ ơi! Mẹ ơi, cứu con! Chanu, đến lượt em phát biểu rồi đó. Ước mơ của em hả? Sẽ được bắt đầu từ bây giờ. Chanu. Oh, 내 가슴 속.